Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục ở xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Đã trải qua hơn 40 năm tận tụy với nghề. Dù ở cương vị nào, thầy Trịnh Phước cũng để lại những tình cảm tốt đẹp với học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh. Nổi bật nhất là trong công tác phát triển phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và là gương sáng về gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học trên quê hương Vĩnh Châu. Vào những năm 1980 đến 1990, thầy Trịnh Phước là một trong những giáo viên tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, tiên phong trong phong trào vừa dạy học phổ thông, vừa phổ cập xóa mù chữ, phát triển cộng đồng và công tác khuyến học khuyến tài trên quê hương Vĩnh Châu. Năm 2009, thầy đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt huyết với công việc. Thầy lại tiếp tục tham gia công tác tại Hội khuyến học thị xã Vĩnh Châu cho đến nay. Mà giúp những thiếu học bổng đó được cho các em thì rất là mừng. Thành ra lúc đó như trên địa bàn thị xã này là cái người mà đi khảo sát hay là đi trực tiếp đến các cái điểm trường, rồi thậm chí vô tới tận gia đình các em thì thầy là người đi. Không có phiền hà gì. Tại mình làm chuyện kia quen, cái chuyện này nó thấy nó cũng không có gì là khó khăn. Nhưng mà giúp được một mảnh đời thì cái lương tâm mình thấy nó thoải mái. Mặc dù mình không có tiền để giúp họ, nhưng mà những nhà tài giáo giúp, mà cái công mình coi như mình cầu nối thôi. Cho nên là mười mấy năm nay làm là thấy nó cũng vượt qua hết. Đó cũng là cái điều mà mình rất là thoải mái tâm hồn. Thầy Trịnh Phước có lối sống giản dị, mẫu mực, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đặc biệt là có tấm lòng nhân hậu, quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, trong công tác khuyến học, khuyến tài, thầy luôn nỗ lực, không ngại khó khăn, vất vả, đi đến tận nhà để tìm hiểu từng hoàn cảnh gia đình học sinh để có những hỗ trợ kịp thời giúp các em thêm vững tin trên con đường học tập. Bên cạnh đó, thầy cùng với tập thể hội làm tốt công tác vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, giúp đỡ cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục cấp sách đến trường. Bản thân mình thấy thì thầy Trịnh Phước luôn tận tụy và rất là không quản ngại những khó khăn, luôn quan tâm và thăm cùng với nhà trường thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, và tạo điều kiện cho các em được đi học, được vui chơi và được thể hiện bản thân các em. Bản thân mình thấy thầy qua những việc làm đó của thầy thì thấy sự tâm huyết của thầy dành cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cho cái sự nghiệp giáo dục của thị xã Vĩnh Châu chúng ta. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, thầy Phước cùng Hội khuyến học thị xã đã vận động trên 31 tỷ đồng để hỗ trợ 29.000 suất học bổng, quà cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa trường, lớp, mua sắm thiết bị dạy học và khen thưởng cho học sinh, giáo viên có thành tích cao trong dạy và học. Đã suốt mười mấy năm công tác ở bên Hội khuyến học, làm tham mưu đắc lực cho lãnh đạo hội để quản lý điều hành hoạt động của hội ngày càng tốt hơn. Thì phải nói rằng về năng lực, hiện nay dù rằng thầy lớn tuổi, nhưng với cái tinh thần và trách nhiệm, thầy cũng nêu cao và cũng đã thực hiện được tất cả những cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Trong cái mối quan hệ đồng chí đồng nghiệp thì đồng chí luôn thể hiện cái tinh thần hòa đồng, hòa nhã với mọi người, luôn thể hiện cái tình thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau cùng nhau là hoàn thành nhiệm vụ. Với những cố gắng đóng góp cho công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài ở địa phương, thầy Trịnh Phước đã nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.